Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế Cuộc xung đột ở Đông Âu vẫn vô cùng khốc liệt Theo Reuters, một nửa tiêm kích thuộc hạm đội Biển Đen của Nga không thể sử dụng sau vụ nổ Crimea. Thứ trưởng Nga tuyên bố quân Nga kiểm soát nhà máy hạt nhân là để ngăn chặn thảm họa Đồng thời, Tổng thống Putin cảnh báo ông Macron về thảm họa lớn ở nhà máy điện hạt nhân Theo chuyên gia, Mỹ có nguy cơ tham gia trực tiếp vào xung đột Ukraine. Một loại tên lửa Sandada của Mỹ cấp cho Ukraine lợi hại như thế nào? Các diễn biến đáng chú ý khác, ông Tập có thể công du đến Trung Á và gặp mặt ông Putin. Bộ trưởng Không quân Mỹ cảnh báo những lần phá lệnh của Trung Quốc làm tăng nguy cơ ở eo biển Đài Loan. Bãi đá cổ Stonehenge ở Tây Ban Nha lộ diện dưới con đập khô cằn. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Theo Reuters, dẫn lời một quan chức phương Tây ngày 19 tháng 8 nhận định các vụ nổ ở căn cứ không quân Saki thuộc bán đảo Krum vào đầu tháng này đã khiến hơn một nửa trong các tiêm kích chiến đấu thuộc hạm đội Biển Đen của Nga không còn có thể sử dụng. Các căn cứ không quân nói trên nằm ở bờ Tây bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ mà Nga đã sát nhập từ Ukraine năm 2014. Căn cứ hứng chịu nhiều vụ nổ vào ngày 9 tháng 8. Theo quan chức giấu tên nói với hãng tin Anh Reuters, Ukraine hiện đang kiên quyết tấn công sâu vào các khu vực do Nga kiểm soát nhằm làm gián đoạn nguồn cung cấp hậu cần và gây ra tác động tâm lý nặng nề cho giới lãnh đạo quân sự Moscow. Ngày 12 tháng 8, Bộ Quốc phòng Anh cho biết đơn vị tình báo của họ tin rằng mặc dù phi đội không quân Nga chỉ bị thiệt hại nhẹ trong vụ nổ ở Crimea, nhưng năng lực tấn công đường không của hai quân đã bị suy yếu đáng kể. Quan chức phương Tây nói với Reuters, hạm đội Biển Đen đang chật vật, cố gắng mở rộng vai trò của họ vượt xa hơn một nhóm tàu phòng thủ bờ biển và thực hiện phóng tên lửa oanh kích. Hiện mối đe dọa Nga tấn công đổ bộ Odessa đã bị kìm hãm, quan chức nêu ý kiến. Vị này nhận định xung đột đang đi vào giai đoạn chứng lại. Không có lực lượng mặt đất của bên nào tích lũy đủ sức mạnh để phát động đòn tiến công hiệu quả. Điều này sẽ tác động đến diễn biến của xung đột. Reuters ghi lại ý kiến của vị quan chức. Nga cho rằng các vụ nổ ở bán đảo Crimea là hành động phá hoại nhưng không gây thiệt hại đáng kể. Moscow hiện không bình luận về những thông tin nói trên của Reuters. <laughs> Theo Reuters, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryakov ngày 19 tháng 8 nói rằng Nga duy trì hiện diện quân sự ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, miền Nam, Uena như một lực lượng đảm bảo không xảy ra kích bản. Chernobyl Theo đó, Thứ trưởng Nga đang muốn nhắc đến thảm họa hạt nhân năm 1986, kinh khủng nhất trong lịch sử nhân loại. Ngày 18 tháng 8, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Ivan Nijiaf nói rằng đề xuất của Liên Hợp Quốc về phi quân sự hóa khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân là không thể nào chấp nhận được, bởi vì quan chức Nga cho rằng phi Ukraine có thể thực hiện tiếp tục vào các hành vi kích động. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia có quy mô lớn nhất châu Âu và do Nga kiểm soát từ tháng 3. Nó nằm gần tiền tuyến và khu vực xung quanh được cho là đã hứng chịu hỏa lực mạnh trong vài tuần gần đây, dây lên lo ngại về thảm họa. Cả Nga lẫn Ukraine đều cáo buộc nhau pháo kích vào nhà máy này. Mới đây, theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cảnh báo người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron rằng các đòn pháo kích của nhắm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia có thể tạo nên thảm họa quy mô lớn. Nhà máy hiện do Nga kiểm soát nhưng các kỹ sư Rena vẫn vận hành cơ sở, chỉ còn hai trong sáu lò phản ứng của nhà máy này còn hoạt động. Điện Kremlin ngày 19 tháng 8 cho biết tổng thống Pháp Macron đã đề xuất điện đàm và ông Putin đồng ý. Thông báo sau đó của Kremlin đã viết: Tổng thống Vladimir Putin đặc biệt nhấn mạnh các vụ oanh kích có tính toán của Rena nhằm vào vùng lãnh thổ đặt nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã tạo ra nguy cơ một thảm họa lớn có thể gây nhiễm xạ ở diện tích khổng lồ điện kremlin nói thêm ông putin và ông macron đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gửi phái đoàn thuộc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea đến nhà máy càng sớm càng tốt tổng thống putin xác nhận nga sẵn sàng cung cấp sự giúp đỡ cần thiết cho các giám sát viên iaea ngoài ra trong cuộc điện đàm ông putin cũng nói với ông macron là nga sẽ vượt qua những trở ngại để tiếp tục cung cấp hàng hóa lương thực và phân bón cho thị trường quốc tế theo hãng Reuters của nga, nhà khoa học chính trị của mỹ John Mearsheimer vừa ra cảnh báo đáng sợ đối với phương tây. Ông cho rằng có nguy cơ xảy ra thảm họa ở ukraine và không lại trừ khả năng mỹ sẽ trở thành một bên trực tiếp tham chiến trong tương lai. Trong bài viết đăng trên Foreign Affairs vào tuần này, học giả Mearsheimer chuyên về quan hệ quốc tế viết rằng. Cả Mỹ và Nga hiện giờ đều quyết tâm giành chiến thắng và sẵn sàng dùng các biện pháp cần thiết. Mặc dù có rất ít ý kiến cho rằng Mỹ sẽ liên quan trực tiếp trong xung đột, nhưng ông Miesimir cảnh báo điều đó có thể xảy ra nếu Washington quá khao khát chiến thắng hay muốn ngăn Ukraine khỏi thất bại. Mặt khác, chuyên gia cũng lo ngại Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân khi đối diện với thử thách cam go ngay trước mắt. Một tình huống dễ xảy ra nếu quân đội Mỹ thật sự tiến vào Ukraine nguy cơ leo thang thành một thảm họa, vì vậy lớn hơn sự hiểu biết thông thường. Theo nhà khoa học chính trị nêu ý kiến, theo Reuters, quan điểm của giới chức Nga về vũ khí hạt nhân là chúng chỉ có thể dùng để phòng vệ, hoặc trong trường hợp sự tồn tại của Nga bị đe dọa. Ivan phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, vào tuần này đã tái khẳng định Moscow chỉ triển khai đầu đạn hạt nhân như một biện pháp phòng vệ đáp trả đòn tấn công trong trường hợp nguy cấp nhất. Theo trang tin Business Insider, Ukraine đang triển khai các tên lửa chống bức xạ AGM-88, HARM do Mỹ cung cấp. Loại khí này được cho có thể là gây rắc rối cho các radar của Nga. Những trạm radar này đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập các lưới phòng không cho Moscow. Các báo cáo về tên lửa săn radar mà Ukraine sử dụng đã xuất hiện vào đầu tháng 8, sau khi các blogger Nga cho biết đã phát hiện ra các mảnh vỡ của một hệ thống AMG-88. Vũ khí này được cho là đã nhắm mục tiêu vào địa điểm đặt tên lửa của phòng không của Moscow. Lầu Năm Gấp ngày sau đó đã xác nhận rằng Washington đã cấp tên lửa trong bức xạ tốc độ cao nói trên cho Kiev. Theo trang tin Insider, AGM 88 không phải là một vũ khí mới. Khí tài này đã được triển khai lần đầu tiên vào năm 1983. Tuy nhiên, đây là vũ khí vô cùng mạnh mẽ với tầm bắn 30 dặm và tốc độ tối đa nhanh gấp 2 lần tốc độ âm um thanh. Mỹ đã sử dụng AGM-88 trong các nhiệm vụ áp chế hệ thống phòng không của đối phương trong nhiều hoạt động quân sự ở Libya, Iraq và Nam Tư. Tên lửa này hiện được 15 quốc gia sử dụng. Theo trang Insider, tên lửa trong bức xạ này không phải là vũ khí kỳ diệu, nhưng chúng có thể rất hữu dụng khi được tung ra trước một cuộc công kích. AGM-88 có thể ngăn chặn hệ thống phòng không và dọn đường cho các máy bay quân sự. Ngoài ra, khí tài này còn có thể là công cụ gây nhiễu hoặc trở thành môi nhử trong các tác chiến điện tử. Như vậy, theo nhiều cách, tên lửa chống bức xạ là một vũ khí tâm lý. Trong xung đột ở Đông Âu, đôi khi AGM-88, HM HARM sẽ không hoàn toàn vô hiệu hóa các đại đa của Nga, nhưng chúng sẽ khiến quân đội Moscow thận trọng và chọn lọc hơn trong việc truyền tin. Tuy nhiên, theo Business Insiders, sức ảnh hưởng của tên lửa chống bức xạ trong cuộc xung đột giữa nga ukraine là rất hạn chế. Có thể thấy cho đến nay, sức mạnh không quân không phải là yếu tố quyết định cho thành bại của Kiev vì vốn dĩ họ không có đủ máy bay hiện đại. Trong khi đó, theo giới chuyên gia, không quân Nga cũng tác chiến không quá hiệu quả. Vô hình chung, việc khóa chết các đa đa phòng không của Nga được cho là không mang lại nhiều lợi thế cho máy bay Ukraine. Hiện vũ khí nguy hiểm nhất trong xung đột Ukraine là pháo, do đó tên lửa chống bức xạ sẽ tỏ ra hữu ích hơn trong việc giúp các lực lượng Kiev bắn trúng các radar phản lực của Nga có nhiệm vụ theo dõi đạn pháo và tên lửa của Ukraine. Theo Wall Street Journal tiết lộ vào ngày 19 tháng 8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có kế hoạch công du đến Trung Á, gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo khác tại một cuộc họp thượng đỉnh khu vực diễn ra vào tháng tới. Theo Wall Street Journal dẫn nguồn tin thân cận, chuyến đi đến Trung Á đã được bổ sung vào lịch trình của ông Tập sau khi bà Pelosi công du để tranh cãi đến châu Á, khi Bắc Kinh càng thêm lo ngại về nguy cơ xảy ra chậm trán ngoài ý muốn với Washington ở khu vực. Mặt khác, theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 19 tháng 8 đã không trả lời câu hỏi về liệu Chủ tịch Tập Cận Bình có tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali vào tháng 1 sắp tới hay không. Trước đó, một số cố vấn lâu năm cho Tổng thống Indonesia Joko Widodo vào ngày 19 tháng 8 cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự G20. Nhưng khi trả lời Reuters về việc này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh rằng Trung Quốc xem G20 là diễn đàn quan trọng cho hợp tác kinh tế quốc tế. Trung Quốc hoàn toàn ủng hộ Indonesia chủ trì hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali. Được biết, sau khi đại dịch bùng phát, Trung Quốc đã duy trì chính sách Zero Covid và hạn chế di chuyển quốc tế. Theo trang tin Taiwan News, cơ quan phòng vệ của đảo Đài Loan báo cáo các hoạt động quân sự của Trung Quốc vẫn diễn ra dây đặc xung quanh hòn đảo. Tính đến 5 giờ chiều ngày 19 tháng 8, Đài Loan cho biết đã theo dõi 17 chiến đấu cơ và 6 chiến hạm của quân đội Trung Quốc. Trong các máy bay, bay quân sự, có 8 chiếc bay qua cái gọi là đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan. Theo Taiwan News, dẫn nguồn tin quân sự cho hay, chúng bao gồm 4 chiếc tiêm kích bom Tây An JH-7, hai tiêm kích Su-30 và tiêm kích thẩm dương J-11. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết đã thực hiện nhiệm vụ gọi là tuần tra chiến đấu trên không, đồng thời các tàu quân sự và hệ thống phòng không đã sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất ngờ. Vào ngày 18 tháng 8, Đài Loan cũng theo dõi 51 máy bay Trung Quốc bay trên eo biển và có một tàu khu trục Trung Quốc dường như đã tiến gần vị trí phóng thử tên lửa của Đài Loan, theo Taiwan News. <laughs> Reuters dẫn lời Bộ trưởng Công quân Mỹ Frank Kendall ngày 19 tháng 8 cho rằng những hành động của Trung Quốc xung quanh Đài Loan đã làm tăng các rủi ro. Ông hy vọng các hành xử của Bắc Kinh sẽ quay về mức chứ trước. Trung Quốc vào tháng này đã tiến hành hàng loạt cuộc tập trận để thể hiện sự tức giận với chiến thăm của bà Pelosi và cáo buộc Mỹ nên chịu trách nhiệm cho diễn biến căng thẳng. Ông Kendall ngày 19 tháng 8 nói với phóng viên rằng chúng ta đang ở trong thời kỳ nguy hiểm. Theo ông, việc Trung Quốc tập trận bắn tên lửa bay qua Đài Loan và vượt qua đường trung tuyến ở eo biển, vốn là một đánh giới không chính thức, cho thấy Bắc Kinh đang trở nên cứng rắn hơn. Ông Kendall chỉ ra những hành động quân sự của Trung Quốc sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện thật sự đã làm tăng nguy cơ và vi phạm nhiều thông lệ. Vượt qua những đường trung tuyến là một sự phá lệ, phóng tên lửa vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản là một lần phá lệ khác, và phóng tên lửa bay qua đảo Đài Loan lại tính là một lần khác nữa. Nhật Bản đã báo cáo có 5 tên lửa Trung Quốc rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của mình. Đó không phải những hành động thúc đẩy hòa bình và ổn định ở khu vực, ông Kendall nói. Tôi hy vọng các hành xử của họ sẽ quay về lẽ thường, những điều đã được thiết lập từ trước, Bộ trưởng Không quân Mỹ nói thêm. Trung Quốc xem Đài Loan là vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong mối quan hệ với Mỹ. Bắc Kinh khẳng định sẽ thống nhất hòn đảo, có thể sử dụng vũ lực như biện pháp cuối cùng nếu cần thiết. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo một chương trình hiện đại hóa quân đội toàn diện bao gồm phát triển tàu sân bay và tiêm kích tàng hình, giống nên hồi chuông cảnh báo nhiều nước, gồm cả Mỹ. Bộ trưởng Kendall nói rằng, tôi cảm thấy lo ngại và chúng ta có thể thấy rõ bị lo ngại về chương trình hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc và chúng tôi cũng quen ngại về các hành xử ở khu vực. Nhật Bản sẽ tổ chức cuộc họp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Fumio Kishida với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo nhật báo kinh doanh Nikkei dẫn lời Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi tiết lộ trong cuộc phỏng vấn ngày 19 tháng 8. Quan hệ Trung Nhật từ lâu có căng thẳng về nhiều vấn đề như tranh chấp nhóm đảo không người trên biển Hoa Đông, những hậu quả của thời kỳ quân phiệt Nhật Bản cũng như sự ghen đua của hai ông lớn tại khu vực. Tờ Nikkei cho biết cuộc họp sắp tới vẫn chưa quyết định là gặp mặt trực tiếp hay điện đàm nhưng nhiều khả năng là sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến vào mùa thu này. Chuyển sang một số tin tức khác, do cháy rừng hoàn hành ở khu vực đồng bằng sông Banana của Argentina vào thứ Sáu ngày 19 tháng 8, cả tỉnh Buenos Aires hầu như ngập trong khói lửa. Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy một đám khói bao trùm thành phố San Fernando, cách khu vực xảy ra cháy rừng khoảng 350 km. Theo giới chức, ngọn lửa đã được kiểm soát một phần vào Chủ nhật tuần trước, nhưng nó lại bắt đầu lan rộng do gió, gió lớn vào ngày thứ hai, ngày 16 tháng 8. Tình trạng thiếu mưa và gió lớn là điều đáng lo ngại đối với khu vực, khiến cháy rừng tràn lan. Theo video của người dân địa phương ghi lại hôm ngày 19 tháng 8, nhiều người ở Venice đã vội vã tìm nơi trú ẩn khi mưa bão hoàn thành khắp nước Ý. Một chiếc ô bị những cơn gió mạnh cuốn đi ở bên ngoài cung điện của Dodge tại thành phố đầm phá nổi tiếng. Thời tiết khắc nghiệt cũng tấn công nhiều nơi khác tại Ý. Cơ quan bảo vệ dân sự của quốc gia này cho biết, thời tiết xấu diễn ra trong ngày 18 đến ngày 19 tháng 8 ở 11 trên 20 vùng của cả nước. Hôm ngày 18 tháng 8, một người đàn ông và một phụ nữ đã qua đời sau khi bị cây ngã trong hai vụ tai nạn khác ở Tuscany. Ngoài ra, bốn người khác bị thương với nguyên nhân tương tự ở cùng khu vực gió giật tới 140 km h ở nhiều nơi miền Bắc nước Ý, tàn phá các khu nghỉ dưỡng ven biển ở Liguria và Tuscany, theo Reuters The dẫn nguồn cơ quan khí tượng. Trong khi mưa gió càng quét miền Bắc, thì phía nam nước Ý lại đối mặt với sóng nhiệt gây gắt. Nhiệt độ tăng lên 40 độ C ở nhiều khu vực của Sicily. Khép lại bản tin hôm nay với một khám phá bất ngờ tại Tây Ban Nha. Một mùa hè khốc liệt đã làm ảnh hưởng đến cư dân ở vùng nông thôn Tây Ban Nha. Như một tác dụng phụ bất ngờ của đại hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua đã khiến các nhà khảo cổ học thích thú. Đó là sự xuất hiện của vòng tròn đá thời tiền sử ở một con đập bị khô cạn. Một vòng tròn gồm hàng chục tảng đá cắt được cho là còn niên đại từ 5.000 năm trước công nguyên đã lộ thiên hoàn toàn ở một góc của hồ chứa Valdez Canas ở tỉnh Caceres, miền trung Tây Ban Nha. Vòng tròn đá chính thức được gọi là domain của Gordon Pro, nhưng với tên tiếng Tây Ban Nha là Stonehenge. Giới chức địa phương cho biết hạn hán làm dung tích hồi chứa giảm xuống 28% so với ban đầu. Các chuyên gia hiện đang tăng tốc thực hiện nghiên cứu vòng tròn cổ này trước khi nó bị nhấn chìm trở lại. Trong số đó, nhà khảo cổ học Enric Cedillo từ Đại học Tency Madrid cho rằng đây là một cơ hội hiếm có. Được biết, di tích cử thạch được phát hiện lần đầu tiên bởi nhà khảo học người Đức Hugo Obermeier vào năm 1926. Tuy nhiên, dự án phát triển nông thôn dưới thời ông Francisco Franco năm 1963 đã nhấn chìm khu vực này. Kể từ đó đến nay, khu di tích chỉ lộ diện tổng cộng 4 lần. Theo giới khảo cổ, Domains là những viên đá thẳng dựng đứng, đỡ một phiến đá phẳng nằm ngang. Những công trình tiền sử này nằm rải rác trên khắp Tây Âu, nhưng nguồn gốc của chúng dường như vẫn là một điều bí ẩn. Các nhà khảo cổ học cũng tìm thấy nhiều hài cốt con người ở bên trong hoặc gần các bãi đá, đặt ra một giả thuyết rằng đó là những ngôi mộ cổ. Được biết, các hiệp hội du lịch và lịch sử địa phương đã đồng ý chuyển những viên đá cổ Guadalpero đến bảo tàng hoặc nơi khô ráo. Ngoài ra, sự xuất hiện trở lại của bãi đá cổ cũng mang lại một điều thú vị cho du khách địa phương. Theo nghiên cứu của tạp chí Nature no Geoscience, bán đảo Iberia trở nên khô hạn nhất trong vòng 1.200 năm do biến đổi khí hậu. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng lượng mưa vào đông sẽ còn giảm hơn nữa. Tin tức về bãi đá cổ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.